Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình phỏng vấn thương mại của chúng tôi ngày hôm nay với sự trở lại của anh Bảo Trần. Anh là tác giả của cuốn The Book on Foreclosure và là người Việt đầu tiên viết sách bằng tiếng Mỹ. Và anh đã gia nhập vào trong thị trường Hoa Kỳ cũng đã rất là nổi tiếng. Và giờ đây thì anh rất là mong muốn để mà có thể gia nhập vào cộng đồng người Việt của chúng ta tại thành phố Houston và toàn khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ thì Thanh Thanh đã có sự trở lại của anh Bảo Trần rồi. Thì Thanh Thanh xin chào anh Bảo Trần. Xin cảm ơn chị Thanh Thanh. Vâng, và không biết là ngày hôm nay đó thì sau khi mà những cái chương trình lần trước rồi thì ngày hôm nay Bảo có những cái gì gọi là feedback đến cho khán giả hay không? Dạ, dạ cảm ơn chị Thanh Thanh. Trước tiên Bảo muốn gửi lời chào đến khán giả của đài BYN nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung. Thì thời gian trong 2 tuần vừa rồi thì Bảo có một số người gọi để hỏi thăm một số vấn đề. Thì có một cái anh đó có gọi, Bảo nghĩ là anh đó có thể là làm trong bên finance. Thì anh mới nghĩ là anh hỏi Bảo về cái vấn đề mà cái chương trình mà làm sao giúp để giảm nợ, giảm trả tiền nhà bank ấy. Thì anh mới hỏi Bảo, thì anh Bảo trả lời xong thì anh mới nói là tại sao cái đó tôi không biết. Thì thường thường cái câu đó là cái người phải hiểu nằm trong cái nghề mới hỏi cái câu đó. Đúng rồi. Thì quý vị ơi, có rất là nhiều việc mà quý vị biết mà Bảo không biết. Thì cũng có thể có một số việc mà Bảo biết mà quý vị không biết. Cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, mình có nhiều cái mà mình có thể chưa biết qua. Cái chương trình này, cái bài toán này nó giống như một cái bài toán. Nó bắt đầu từ năm 1997 đến nay rồi. Nhưng mà nhà bank không có muốn cho nhiều người biết. Nó giống như là khi mà người ta biết nhiều quá thì cái việc mà người nhà bank có lời nó lại ít hơn. Nên người ta không có giống như là công báo thiên hạ kiểu như vậy chị. Thì cái đó là cái thứ nhất. Thứ nhì thì về cái chương trình mà cho investor với lại realtors, thì có người hỏi thăm Bảo là cái platinum plan thì nó có vẻ hơi cao cho một cái người mà muốn bắt đầu như tìm hiểu về đầu tư hay là một người realtors thì nó thì chị nhớ là Bảo nói là Bảo chỉ cần có 5 người thôi. Nó có cái lý do có 5 người đó là trong vòng 6 tháng đó mà họ làm việc với Bảo thì tệ nhất á, tại vì Bảo có nhiều short sale deal lắm. Tệ nhất Bảo cũng sẽ đưa cho họ một deal để họ có thể có được cái tiền commission từ cái deal đó. Nhưng mà trong 6 tháng đó là họ theo cái cách Bảo hướng dẫn, cái script mà Bảo dùng thì họ có thể có nhiều cái deal khác mà họ có thể có được nữa. Nên cái thấy như vậy nhưng mà họ có thể kiếm nhiều hơn như vậy rất là nhiều. Rồi giống như trở lại với lại cái câu cái vấn đề mà về cái tiền mà họ tốn để làm cái loan có thể trả nhanh hơn á. Thì khi mà họ tốn như em nói là $300 thì chỉ một tháng đầu tiên mà họ bắt đầu cái chương trình đó thôi quý vị ạ, là họ có thể kiếm tiết kiệm hơn gấp đôi gấp ba cái tiền mà $300 đó. Tại vì chỉ tháng đầu khi mà quý vị bắt đầu vô cái chương trình đó, quý vị sẽ thấy ngay, tại vì con số nó rõ ràng, con số nó nói lên cái lời nói rất là nhiều, là quý vị thấy được là quý vị đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thay vì quý vị phải trả vô cái tiền lời cho nhà bank. Thì cái đó là hai cái mà Bảo muốn nhắc lại cho quý vị biết. Và có một số người cũng hỏi thăm là Bảo có nhắc cái sách nó có nằm ở nhà sách ở Phương My và ở Houston, và nó có nằm ở nhà sách tự lực ở bên California cho những ai muốn cầm coi rồi đọc trước khi họ mua. Thì cái đó ngoài ra thì trên website thì anh Bảo Trần cũng có một cái website nữa mà quý vị có thể lên đó sưu tầm và xem nhìn sơ qua cái cuốn sách nó như thế nào nếu mà quý vị không có ở trong hai cái địa điểm mà anh Bảo Trần vừa nói. Đó là nhà sách Tự Lực và nhà sách Phương My nằm tại thành phố Houston. Kính thưa quý vị, nhà sách Tự Lực thì nằm ở đâu? Bên Santa Ana chị. California. California. Tức là hai cái chánh là nó đã nằm ở đó rồi. Nhưng mà ngoài ra thì quý vị nếu mà không có thời gian, quý vị cũng có thể lên trên website mà anh Bảo đã có làm một cái website riêng cho cái quyển sách này để mà quý vị có thể tham khảo thêm. Và hồi lần trước kính thưa quý vị là anh Bảo Trần có chúng tôi có phát một cái đoạn clip nhỏ của ông Raymond Aron. Ông Raymond Aron là một trong những người rất là nổi tiếng và là tác giả của rất là nhiều những cái tác phẩm mà ông đã viết ra, và ông cũng đã có lời rất là khen anh Bảo Trần và
như Thanh Thanh nhớ đó là ông Raymond Aron ông cũng có nói là cái cuốn sách này là cuốn sách mà chúng ta nên có ở trong cái tủ sách của chúng ta, và rất là quan trọng và rất là bổ ích để mà chúng ta tham hiểu và tham tường thêm về cái vấn đề foreclosures. Lúc đó thì Thanh Thanh cũng có nghe ông nói là có ba cách để mà hợp tác với Bảo, thì ba cách đó là ba cách gì? Xin Bảo ngày hôm nay là phải nói thêm, bởi vì ngày hôm nay là chúng ta có thời gian rồi đó. Dạ, cảm ơn chị Thanh Thanh. Thì bà khi mà một người mà muốn đầu tư làm việc cùng với Bảo trong cái vấn đề địa ốc á, thì có ba cách. Là thứ nhất là người đó có thể là cái người mà giống như là private lending cho những cái deal mà Bảo có được. Tại sao Bảo cần một cái người private lending? Tại vì nếu mà mình muốn một cái deal đó nó rẻ mà mình phải mua nhanh chóng, mình mua trong vòng 1 tuần 2 tuần là phải pay liền cho cái đó, chứ không phải là mình đi qua finance nó take so long, nó mất rất là nhiều thời gian. Và thêm nữa là Fannie Mae nó có cái luật là không có cho finance quá 10 căn nhà nữa. Đúng rồi. Thì cái đó quý vị hiểu, và đó là lý do tại sao mà những cái người làm private lender cũng có make good money hơn những cái người giống như là khi mà mình bỏ tiền vào CD hay là hay là money market. Rồi thứ hai á, là quý vị có thể mua thẳng từ Bảo, có nghĩa là Bảo có một cái deal nào đó, Bảo có trong cái contract rồi, quý vị có thể mua lại, thì tất nhiên có sẽ cộng thêm cái tiền phí, lợi phí của Bảo trong đó nữa. Và quý vị có thể mua những cái mà Bảo đang có hiện tại cũng được. Và cái cách thứ ba mà để có thể partner với Bảo là mình sẽ là partner, có nghĩa là Bảo cùng làm việc với quý vị, nhưng mà hiện tại Bảo muốn giống như là hạn chế limited lại cái cách thứ ba này, bởi vì Bảo có một cái bad experience với lại giống như là gần đây á, Bảo có làm partner với lại một cặp vợ chồng người Hồng Kông luật sư. Thì mua một cái dãy apartment 18 căn mà tại vì cái người đó người ta không có hiểu gì về bên invest real estate nên rất mất nhiều thời gian của Bảo, nên chỉ có những người mà giống như là nếu mà quý vị nằm trong cái chương trình mà dành cho realtor hay là investor của Bảo thì Bảo sẽ làm việc với quý vị, nhưng mà nếu mà quý vị không nằm trong chương trình đó thì hiện tại thì có thể Bảo sẽ không có đủ thời gian để làm việc cùng quý vị về cái vấn đề mà partner. Nhưng mà hai cái trên thì quý vị có thể mua thẳng từ Bảo, hoặc là quý vị có thể lend như là private lender. Quý vị cứ gọi Bảo rồi mà mình có thể bàn thảo coi cái như thế nào nó thích hợp cho quý vị hơn. Nghe Bảo nói về cái điều thứ hai đó quý vị, tức là mua những cái mà Bảo đã có, thì cái đó là nếu mà những người mà investor với lại realtor đó thì họ mua những cái mà Bảo bán mà thôi, hay là họ có được lựa hay không? Dạ thì lựa thì là có nhiều thì họ mới được lựa, và còn nếu mà không có nhiều thì giống như là em cứ gửi ra cho những người trong cái danh sách của em, thì người nào người ta thích cái địa điểm đó, người ta thích cái nhà đó, người ta sẽ mua. Dạ. Thì nếu quý vị muốn cái đó thì quý vị có thể vào cái website của Bảo là HoustonHomeInvest.com. Trong đó quý vị có thể để cái tên với là cái email cho Bảo lại, thì khi mà Bảo có một cái good deal hay là những gì Bảo đang có thì Bảo gửi cho quý vị, quý vị sẽ nhận được những cái deal đó, thì cái đó là do dành cho những người mà muốn mua lại từ Bảo. Rồi còn về cái mà anh Bảo nói về cái kinh nghiệm đau thương của anh Bảo, là Thanh Thanh hiểu là ý anh Bảo muốn nói đó là anh làm với những người mà thí dụ như đã có cái kinh nghiệm rồi, đã biết những cái đường đi ngõ ngách rồi, thì khi mà làm việc với nhau, hợp tác với nhau thì nó cũng suôn sẻ hơn, nó cũng thông hiểu hơn. Nhưng mà nếu như vậy đó, thì nếu mà một khách hàng bình thường đi thì họ được mua cái gì ở đây Bảo? Dạ thì khách hàng bình thường thì họ có thể theo phương pháp thứ hai là họ nếu mà họ biết ok họ muốn mua cái nhà để họ kiếm cái lời từ cái nhà đó, hay là để cho mướn thì hoặc là để bán đi, thì họ có thể nằm trong danh sách của em, thì em gửi ra thì họ nói ok cái khu đó hay là cái nhà đó họ muốn mua thì họ mua với cái giá như em nói, là thường là em chỉ mua khoảng cỡ 70% của cái giá trị căn nhà đó. Thì họ mua xong thì họ có thể làm bất cứ cái vấn đề gì với cái nhà đó coi như là xong. Nhưng mà còn khi mà partner có nghĩa là em cùng phải làm việc với họ, em phải giống như em nói cái nếu mà mua cái apartment together với nhau thì em phải là cái người mà manage cái đó, em phải là cái người giống như là làm nhiều việc trong cái vấn đề đó, thì cái người đó cũng phải là cái người có một cái sự đóng góp trong trọng, và chứ không phải là nếu em đi hướng này mà họ đi hướng này thì có nghĩa là nó rất mất thời gian của cả hai, và cái thời gian là tiền bạc nữa chị ạ. Nhưng mà Thanh Thanh hỏi nhỏ Bảo là
Còn cái vấn đề mà lời lỗ thì như thế nào? Chia đôi hay là... tất nhiên lời là phải chia đôi. Đó thì cái đó là một cái câu hỏi mà Thanh Thanh hỏi dùm tất cả quý vị mà có những cái kinh nghiệm về buôn bán nhà cửa, về đầu tư địa ốc. Thì quý vị cũng biết được là nó sơ sơ là nó như thế nào để mà quý vị cảm thấy là mình có một cái interest ở trong đó, mình có một cái gì đó cũng thích thú. Thì đối với khách hàng và đối với những người đã có kinh nghiệm, những người đầu tư địa ốc thì có thể vào trong website là Houston Home Investment.com. Invest.com. Dạ vâng, invest.com để mà quý vị xem thêm và hiểu thêm về cái việc đầu tư này như thế nào và mua bán những cái deal cùng với là anh Bảo ra sao. Sau khi mà làm việc với những người mà đầu tư một thời gian rồi đó thì những yếu tố nào mà anh Bảo Trừng thấy là những nhà đầu tư họ quan tâm nhiều nhất? Dạ. Câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị Thanh Thanh. Thì nhà đầu tư người ta thích cái sự an toàn và bảo đảm, có nghĩa là người ta muốn là làm sao mà cái đồng tiền người ta làm cực khổ mà nó có vẻ là nó đầu tư ở những cái nơi an toàn, những cái chỗ an toàn, những cái điều tốt. Thì cái đó là cái mà quan tâm nhất của họ. Và tiếp theo là tất nhiên phải có lời, khi mà đầu tư thì ai cũng muốn có lời. Dạ, thì họ muốn có cái tiền lời tốt, giống như là phải tốt hơn nhiều so với là tiền họ bỏ vô nhà băng trong CD. Thì họ mới đầu tư, cái đó là đó điều đương nhiên. Dạ rồi, thì họ cũng có muốn có nhiều cái sự chọn lựa, giống như là nếu mà họ chỉ muốn đầu tư 3 tháng được không, hay là 6 tháng được không, hay là 12 tháng được không, hay là lâu hơn 4-5 năm như vậy, thì phải có những cái chọn lựa cho họ. Giống như là có nhiều người ta chỉ muốn dùng tiền của người ta trong 6 tháng, người ta phải muốn lấy lại. Thì Bảo có những chương trình đó hết. Và họ có thể đầu tư một cách ngắn hạn hoặc là dài hạn tùy cái việc của họ muốn. Và họ cần cái sự uy tín, có nghĩa là mình làm sao phải, họ muốn làm với một cái người mà biết họ đang, cái người đối diện họ đang làm gì, thì cái đó là cái uy tín. Thì những người mà bạn bè hay là những người anh chị đây mà cần cái đồng tiền của người đầu tư thì mình cũng nên biết những cái chuyện đó, mình phải có giữ uy tín. Tại vì khi mà mình làm cái gì mà sai một lần á thì cái tên tuổi của mình coi như là mất hoàn toàn. Dạ, cái đó là rất là quan trọng. Rồi phải, cái người đó phải có kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm đó phải giống như là cập nhật hóa nữa chị. Có nghĩa là nếu mà mình nói tôi biết cái đó 10 năm rồi, 10 năm, thì nếu mà 10 năm trước với 10 năm nay nó khác hoàn toàn, phải cập nhật hóa nữa. Cái nếu mà mình làm việc với một cái người mà người ta không có luôn học hỏi, không tiến triển, thì người ta biết 10 năm, 20 năm hay 50 năm cũng vậy thôi. Dạ, nó, trong cuốn sách mà mới của em á, là về đầu tư ở Mỹ á, em có nói về 4 chu kỳ trong cái real estate investment, thì quý vị sẽ hiểu hơn tại sao nó, những người mà cập nhật hóa sẽ là những người mà thắng trong cái investment trong tương lai này. Và họ muốn cái sự lặp đi lặp lại, có nghĩa là nếu mà chị đã làm, ví dụ chẳng hạn như chị invest 6 tháng hay 1 năm thì chị muốn là cái tiền lời chị thấy có rồi thì chị muốn làm lại nữa, làm tiếp nữa, thì cái phải có cái sự liên tục như vậy. Có nghĩa là cái người mà họ làm việc chung phải là cái người luôn luôn phải có những cái deal mới, phải có những cái tiếp tục để cho họ đầu tư tiếp. Chứ còn nếu mà chỉ đầu tư lần 10 năm sau đầu tư thôi thì đâu có ăn lời được cái gì đâu. Ví dụ có một lần như vậy thì cũng không có là gì hết. Rồi họ cần cái sự kín đáo, thì ai cũng vậy, mình làm việc mình muốn cái việc của mình giữa hai người đầu tư với nhau, thì cái việc đó không phải là cái việc mà có thể chia sẻ cho bất cứ mọi người, thì Bảo cũng hiểu cái vấn đề đó. Và cái đó là những cái mà Bảo thấy nhiều ở cái những cái người đầu tư trong nói chung là vấn đề địa ốc hay là mọi thứ nó. Nhưng mà giờ cho Thanh Thanh đi lùi lại một chút xíu về cái câu hỏi trước đó mà Thanh Thanh muốn hỏi là khi mà Bảo nói là mua cái deal từ phía Bảo đó, thì khách hàng và cái người đầu tư về địa ốc thì cái giá khi mà Bảo bán ra cho hai cái lĩnh vực khác nhau như vậy, nó có cùng giá hay không? Hay là giống như là mình mua đồ thì mua wholesale thì nó sẽ rẻ hơn chừng độ một chút xíu. Yeah. Mà nếu mà mình mua đồ mà bình thường thì đó sẽ là cái giá đó là giá đó. Không biết Bảo trả lời như thế nào về cái câu hỏi. Câu hỏi rất là hay chị Thanh Thanh. Thì hầu như là Bảo sẽ bán cái giá wholesale cho tất cả những người nằm trong cái danh sách investor của Bảo. Cho dù đó là khách hàng bình thường. Dạ, thì cứ như có người, có thể người đó chỉ một năm mua một lần thôi, nhưng mà họ vẫn nằm trong cái danh sách đó, thì họ có thể được mua cái giá. Tại vì khi mà gửi ra thì ví dụ như cái giá nhà đó, cái nhà trị giá 100 ngàn, Bảo gửi ra 70 ngàn. Thì ai là cái người mà gửi cái offer trước là người đó thắng thôi. Chứ Bảo không thể nào mà Bảo đợi được. Tại vì đã nói là trong cái lúc mà mua giá rẻ thì mình phải mua nhanh chóng. Còn nếu mà người nào mà mua
mất thời gian lâu hơn để quyết định á, thì cái việc đó thì cái họ sẽ bị chậm sẽ hơn bị những chậm, người khác thôi. Thì tức là nếu mà mình tức là nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Mà nhanh tay còn hay là chậm tay thì nó cũng còn, nhưng mà nó phải có những cái tốt của nó, đúng không? Nếu mà mình nhanh thì mình lựa được những cái địa điểm, những cái căn nhà mà nó tốt. À, cái giá thì như là anh Bảo Trần nói là khách hàng một người chỉ muốn đầu tư cho chính bản thân của mình thôi cũng được, hoặc là những người mà chuyên môn họ đầu tư, những người mà về địa ốc đó thì họ cũng có những cái giá như là những tất cả mọi người khác mà thôi. Nhưng mà chỉ có cái là mình đăng ký với lại anh Bảo trong một cái list, thì từ lúc đó sẽ ra những cái căn nhà mà quý vị, từ đó thì quý vị chấm những cái căn nhà nào quý vị make a deal với lại anh Bảo. Nhưng mà cái những cái căn nhà như vậy đó thì không biết là khi mà bán những cái deal như vậy thì nếu mà muốn đăng ký để mà bỏ tên vào trong cái list của anh Bảo thì cái chi phí phải tốn bao nhiêu? Ồ, cái đó không có phải cần tốn chi phí chị. Dạ, chỉ cần lên website của em ở HoustonHomeInvest.com. Dạ, rồi sign in với cái tên với lại cái email để em có cái tên đó trong cái list để em gửi ra thôi. Chứ không có tốn kém không gì có tốn tiền. Dạ. Tại vì Thanh nghĩ tới là quý vị khi mà mình đi những cái chợ mình muốn có một cái membership thì mình phải đóng cái tiền membership, đúng không? Cái đó cũng có cái lý do của nó. Thì giống như em có, nếu mà có nhiều người hơn thì khi mà em gửi cái deal nào đó ra thì sẽ có cái người mà mua mau hơn. Đúng rồi. Dạ, thì cái đó là cũng là lợi cho em. Lợi cho cái người mua, giống như là cái người investor là họ giống như là không có cần phải tốn tiền giống như chị membership gì hết, nhưng mà họ vẫn có thể nhận được những cái deal đó, nhưng mà họ phải act quick, nhanh chóng. Chứ còn nếu mà họ đợi thì họ sẽ đợi hoài, không có lần nào mua được hết. Thì Bảo ưa recommend mọi người là khi mà quý vị đi coi căn nhà đó thì quý vị nên dắt theo một cái người inspector hay là appraiser, tùy quý vị, hay là cái người constructor, người định giá hoặc là người biết giá rồi biết sửa cái gì, sửa chữa. Chứ còn mà quý vị muốn đi coi xong quý vị về suy nghĩ rồi quý vị đi lại dắt hết người này người kia lại nữa thì chạy rồi, và trong vòng 1-2 ngày có thể mất cái nhà đó rồi. Đúng rồi. Cho nên là đó là cái kinh nghiệm mà anh Bảo Trần đó, khi mà quý vị nhìn thấy ở trên cái list của cái website HoustonHomeInvest.com và quý vị sign up thì quý vị có những cái tên của quý vị trong cái list của anh Bảo Trần, thì khi mà có những cái nhà nào đó thì anh sẽ bỏ ra trong một cái list để quý vị lựa. Và khi mà lựa rồi đó thì mình phải nên đi theo với những người có kinh nghiệm như là về xây cất nhà cửa rồi sửa chữa, inspector, tức là những người mà chuyên môn về kiểm chứng nhà đó quý vị, tới để coi chỗ nào phải sửa. Và khi mà mua vào thì mình sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để mà sửa chữa. Dạ, bởi vì hình như những cái căn nhà foreclosure hay những cái căn nhà mà nhiều lúc nó hư hại, khi nó bị hư không có toàn vẹn như là những cái căn nhà mà như mà chúng ta mơ tưởng. Dạ, thường thường nhà mà muốn rẻ thì nó phải có sửa chữa chút đỉnh. Dạ. Còn nếu mà một cái nhà mới ấy, thì có nhiều người ta muốn mua vô ở đó chị. Đúng thì rồi. Người ta lại dành những cái nhà đó, mình không có cơ hội để mình biết với những người đó. Đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, và để mà nhân cái dịp Giáng sinh này đó thì không biết là anh Bảo Trần ngày hôm nay, Thanh biết là anh Bảo Trần rất là nhiều điều để mà muốn gửi đến quý vị nhân cái dịp lễ Noel và cũng như là Tết sắp đến luôn quý vị. Bây giờ thì đây là cái giờ phút mà Thanh sẽ dành trọn hết cái thời gian còn lại để mà dành cho anh Bảo Trần có đôi lời tâm sự và phi lộ với tất cả quý khán thính giả. Xin mời. Dạ, cảm ơn chị Thanh. Cái dịp Noel này thì như Bảo nói lần trước là cái dịp mà cái lễ cho tất cả mọi người. Nhưng mà rất là đáng buồn là có một số người không có cái cơ hội để được hưởng cái lễ này giống như mình ở bên đây. Thì Bảo có nói trong cái chương trình trước là khi mà có người nào làm cái việc mà về giảm cái nợ mà cho cái thời gian của họ ngắn lại đó, thì Bảo sẽ chích ra cái tiền là $100 để gửi đến cho những cái cơ sở từ thiện. Mà hiện tại thì Bảo thấy là người Việt Nam chúng ta có thể là còn đang nghĩ là quá mới với lại cái vấn đề này, hoặc là quý vị, Bảo cũng mong rằng là quý vị trả dứt cái nhà rồi, nên cái đó là cái mà cũng cái mong muốn của Bảo nhất. Dạ, thì nói chung nếu mà quý vị cần cái sự giúp đỡ đó thì Bảo sẽ giúp cho quý vị, và Bảo sẽ chích cái tiền đó để đóng góp cho tức là 100 Mỹ Kim cho mỗi một cái case. Dạ, cho mỗi một cái case. Dạ, vâng.
Ngoài ra thì từ đây đến cuối năm á, Bảo cũng có một cái chương trình khác để giúp cho cái vấn đề từ thiện đó, tại Bảo muốn làm sao phải có xong cái vấn đề từ thiện này, phải được làm, phải giúp cho người ta cho bằng được. Thì Bảo muốn là có 60 cuốn sách, có 3 cái cơ sở từ thiện mà Bảo nhắc vừa rồi á, là nhóm tình thương, hội Teresa và hội người mù. Bảo muốn là 20 cuốn sách tặng cho ba tức là 20 tặng cho mỗi cái hội đó. Cái nhóm đó. Thì quý vị, nếu mà quý vị mua cái cuốn sách The Book on Foreclosures của Bảo với giá quý vị mua bây giờ là phải giá 25 đồng nha quý vị. Quý vị gửi đến Bảo 25 đồng, tổng cộng có nghĩa là $500 cho mỗi cái, giống như là 25 đồng 20 cuốn, có nghĩa là mỗi chỗ như vậy mỗi có một được cái hội đó là họ có 500 mỹ kim. Bảo sẽ đóng góp toàn bộ cái tiền mà Bảo nhận được 25 đồng của quý vị đến cái hội từ thiện đó. Tại sao Bảo phải làm như vậy? Tại vì Bảo cảm thấy là giống như nếu mà mình được cái dịp hưởng cái Giáng sinh này mà những người khác không có được như vậy thì mình cảm thấy là mình không có làm tròn được. Thì Bảo hy vọng là quý vị giúp Bảo cùng với Bảo để làm cái việc tốt này. Thì mỗi một người gửi vào, khi mà quý vị gọi cho Bảo á, thì Bảo sẽ nói quý vị, nếu quý vị quá cái, khi mà Bảo nhận quá rồi Bảo nói quý vị ơi, Bảo đã có quá hơn 60 rồi, quý vị muốn nữa thì quý vị có thể mua riêng, còn nếu không thì quý vị có thể nói quý vị không mua, nhưng mà đây là cái lúc mà quý vị có thể cùng với Bảo để làm cái việc này. Thì có người sẽ nói với Bảo là tôi không có biết nói tiếng Anh thì tôi mua sách của Bảo để làm gì. Thì Bảo cũng bảo đảm quý vị là quý vị có những cái người con cháu hay là bạn bè mà người ta biết đọc tiếng Anh, người ta còn có cái mortgage, những người nào mà có cái mortgage thì cuốn sách này có thể giúp được cho họ. Thì cái này là cái món quà rất là tuyệt vời để quý vị tặng trong cái mùa Noel này. Bảo sẽ có chữ ký của Bảo, và Bảo sẽ là cái người delivery 20 cuốn đó đi đến cái hội từ thiện đó, để Bảo xin cái chữ ký của người đại diện và cái có lời cảm ơn để tặng cái tên của quý vị đó trong đó. Thì quý vị cầm cái cuốn đó, quý vị tặng cho con cháu quý vị cũng nở mặt và nói rằng là đây là cái cuốn sách mà cô chú tặng cho cháu, và cô chú thấy là cái chú Bảo này ở đây tuổi trẻ và giống như là không phải là cái người sanh đẻ ở đây thì mà vẫn làm có thể làm được những chuyện như thế này, thì cháu sẽ làm tốt hơn như vậy gấp 10 lần. Nếu mà quý vị nói như vậy, đó là cái encouragement cho con cháu hay là người nhà của quý vị, và giúp cho cái thế hệ trẻ sắp tới của mình họ có được cái encouragement để họ làm được những cái điều đó. Những cái điều này là Bảo học từ nhỏ từ ba mẹ Bảo. Làm sao mà mình đóng góp hay là mình đưa cho cái đồng tiền ra mình cho nó đúng nữa. Giống như một cái thí dụ đây, thì lúc mà Bảo đi với ba mẹ, đi chẳng hạn như gặp một cái người ăn xin ở ngoài đường, một cái người không có thể đi được, cái chuyện người ta ở trong cái chỗ ngồi một cái chỗ đó, thì ba kêu Bảo đi đến để bỏ tiền xuống. Thì một người trẻ thì cứ nghĩ là nắm thảy tiền xuống vậy thôi, thì Bảo bị la là không phải bỏ tiền, là không phải cho là cho như vậy, cho cũng phải biết cách cho, phải bỏ xuống đàng hoàng chứ không có thảy như vậy. Giống như là gặp các sư đi ngoài đường thì thay vì không phải là chạy thẳng vô mặt các sư mà bỏ tiền vô, mà phải ngừng ở xa đi bộ tới, bỏ xong rồi phải xá ba cái, có nghĩa là mình phải là cái người biết cái cách cho nữa. Thì trong cái lúc này, nếu mà quý vị làm cái lúc này là cái cách mà Bảo nói, là đó là những cái mà Bảo nghĩ là rất là tuyệt vời. Bảo cũng rất là cảm ơn quý vị, và Bảo nghĩ những cái nơi, những cái nhóm từ thiện đó cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, và nó sẽ có một cái memory cho quý vị, một cái gì đó với quý vị để nhớ. Quý vị ơi, mình có nhiều cái Noel lắm, nhưng mà chỉ có một cái Noel của năm 2012 này mà thôi. Và thêm cái nữa là tại sao Bảo thích làm những việc tốt vào Noel? Tại vì trong cái tuần Noel đó là cái tuần mà có cái ngày mà sinh nhật của hai người phụ nữ mà giống như là tuyệt vời nhất trong đời Bảo. Đó, người thứ nhất là mẹ Bảo và người thứ hai là vợ Bảo. Thì Bảo cũng muốn làm cái gì đó tốt để cho hai người đó nhớ. Những cái lúc mà Noel đến thì Bảo luôn tìm cách để làm những cái gì đó thật là tuyệt vời. Thì đây là một những cái mà Bảo hy vọng quý vị giúp Bảo cùng với Bảo để làm cái việc này. Và Bảo để tặng quý vị trước khi hết chương trình á, thì Bảo có
biết một cái website mà quý vị có thể lên để xem giống như là điểm credit của mình. Từ cuối năm rồi mình cũng nên, nếu mà được, nếu mà có thể mình cũng nên coi kiểm tra cái điểm credit của mình free, mình biết cái điểm mình như thế nào để năm sau mình có thể tính toán những cái việc mà mình muốn làm năm sau. Thì cái website đó là creditkarma.com. Credit là chữ credit ha quý vị, karma là karma.com. Thì quý vị vào đó để xem cái điểm quý vị free. Và em sẽ đang có cái người webmaster của Bảo đang cùng, giống như là đang làm cái việc này. Bảo đang hối thúc anh ta làm sao mà nhanh chóng cái một cái website mà để Bảo có thể tặng cộng đồng người Việt mình trong cái dịp Noel này, nếu mà quý vị Bảo hy vọng là tuần tới là xong, Bảo sẽ báo cho quý vị biết cái website như thế nào để có thể tặng. Tại sao tặng quý vị cái website đó, quý vị có thể lên để có thể post tất cả những cái gì mà quý vị muốn mua bán hay là gì đó, tiệm tùng gì đó. Hồi đó Bảo chỉ nghĩ là làm cho trong real estate thôi, nhưng mà bây giờ Bảo nghĩ là làm cho tất cả mọi người luôn, giống như một cái website cho tất cả mọi người mua bán bất cứ gì. Nhưng mà quý vị nhớ là nếu mà muốn giống như là có business mà muốn nhanh chóng thì phải làm việc với đài BVN. Vâng, và Thanh Thanh một lần nữa xin cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Kính thưa quý vị, là đó là những cái lời tâm tình chân thành nhất của anh Bảo Trần ngày hôm nay để gửi đến quý vị. Thanh Thanh xin được tóm gọn rất là nhanh gọn lẹ, đó là ý của anh Bảo Trần, đó là anh không những muốn giúp đời mà còn muốn giúp người. Bởi vì cái cuốn sách này theo như anh nghĩ là đó là một cuốn sách để hữu ích để gửi đến cho quý đồng hương. Đồng thời những cuốn sách này đó, khi quý vị trả tiền thì sẽ không phải là anh sẽ giữ, mà những cuốn sách này khi quý vị trả 25 Mỹ Kim, nếu mà quý vị mua ở ngay ở những cái hội như là nhóm tình thương, hội những người mù và đặc biệt là hội Teresa, thì quý vị có thể mua những cuốn sách này 25 Mỹ Kim, và khi mà tiền quý vị gửi về cho anh Bảo Trần đó thì những cái số tiền đó sẽ được cống hiến vào, sẽ được gửi đến cho những cái hội này để mà đóng góp một phần nào. Đó cũng là những cái không phải là anh Bảo Trần đóng góp những số tiền đó, mà là chính quý vị đã bỏ cái tình thương đó để thứ nhất là có được cuốn sách này, và thứ hai là cái tiền của quý vị cũng không đi vào đâu cả. Đó là những cái tiền mà quý vị gọi là công quả của quý vị gửi đến những cái hội này. Và cũng là một cái cuốn sách mà Thanh Thanh nghĩ là một cái món quà rất là đặc biệt và hữu ích trong cái mùa lễ Giáng sinh. Và bây giờ thì Thanh Thanh xin được chào tạm biệt tất cả quý khán thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phỏng vấn lần tới.